Nằm trong quan tài độc lắm. À vâng bác ơi, mấy ai là cái người thích nằm trong quan tài đâu. À, nhiều người họ nhìn thấy lần đầu họ đã sợ rồi, huống chi là nằm thử. Ở đây là bọn em làm thợ thì mỗi lần đóng xong cũng thỉnh thoảng nằm thử, nó như cơm bữa rồi. Ở những cái video trước là em thấy có bác comment là ở chỗ mấy bác có người nằm thử, y rằng mấy hôm sau xui gặp chuyện và đăng xuất. Em thì cũng không phải là mê tín gì, nhưng các bác cũng biết thì sống chết nó có số rồi. Sinh não bệnh tử nó là cái quy luật ngặt nghèo mà dù có là ai đi nữa thì cũng phải nếm trải, thì chẳng qua nó là trùng hợp thôi ạ.